Hội đồng Nhân dân xã Đức Bồng khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Phạm Ngọc Tạo, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Võ Đình Quang, trưởng ban dân vận huyện ủy và các thành viên tổ công tác của huyện chỉ đạo xã Đức Bồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dịch trên đàn gia trúc, Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện, sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Đức Bồng cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách trên 14,5 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch cả năm, sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, trồng thêm được 3 hecta cây ăn quả, thành lập 6 tổ hợp tác trồng cam theo hướng Việt Gáp, tổng đàn gia súc gia cầm cơ bản được duy trì ổn định. Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, giáo dục y tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm, xã đã tổ chức ra soát đánh giá các tiêu chí, xây dựng khung kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao các tiêu chí. Trong đó đã huy động hàng ngàn ngày công trồng trên 500 cây bóng mát, cây cành, phát hành làng giao thông, đường điện hàng chục km, lắp đặt gần 6 km đường điện thấp sáng làng quê, có 556 hộ chỉnh trang các hạng mục nhà ở, công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, xây hố lắng lọc, cải tạo vườn hộ, làm mới 55 bể lắng nước sinh hoạt, lắp đặt 9 camera an ninh trên các tuyến đường. Cũng tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã Đức Bồng đã thông qua các báo cáo liên quan, tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021.